Chào anh chị, không khéo chúng ta sẽ vỡ tim mất bởi những tin tức dồn dập. Ngày nào cũng có drama, ngày nào cũng có những quả bom thông tin. Những người được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xướng tên hôm nay sẽ được xử lý như thế nào? Vụ án bà Nguyễn Phương Hằng sẽ đi tới đâu? Vụ án ông Trịnh Văn Quyết và thị trường chứng khoán liên quan đến Ủy ban chứng khoán sẽ phát triển như thế nào? Trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tôi không nhắc lại danh sách gồm có Bộ trưởng Bộ Y tế và Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Thứ trưởng Phạm Công Trạc. Nhiều cán bộ ở Ủy ban chứng khoán đã được nêu tên. Tên họ, chức vụ thì anh chị đã biết rồi. Bây giờ chúng ta tìm hiểu những cụm từ mà Ủy ban kiểm tra dùng và sẽ biết tương lai những người đó như thế nào. Ủy ban kiểm tra kết luận những tập thể cá nhân nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc cho người dân đến mức phải kỷ luật. Có ba phạm trù. Có ba phạm trù. Thứ nhất, gây hậu quả nghiêm trọng. Đó là những hành vi đã được xem xét và kết luận về mặt nguyên nhân hậu quả. Hành vi nào dẫn tới hậu quả nào? Hành vi nào dẫn tới hậu quả nhẹ hay nặng? Đó là như một kết luận điều tra gây bức xúc cho người dân. Một thước đo khác, đó là ý kiến của người dân và của tập thể đảng viên, người đương chức và kể cả người về hưu. Và cuối cùng là hành động của đảng giao cho nhà nước pháp quyền xem xét kỷ luật đảng trước, kỷ luật hành chính và cuối cùng sẽ chuyển giao cho cơ quan điều tra. Đó là một quy trình. Lần đầu tiên chúng ta nghe được ba phạm trù đó: gây hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc cho người dân đến mức phải xem xét kỷ luật, là trường hợp ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị. Lúc đó chúng tôi không biết, không mường tượng ra ba phạm trù này có nghĩa là gì. Rồi sau đó chúng như chúng ta đã thấy, từng bước một luân chuyển vị trí công tác, kiểm điểm, tự nhận, tự khai báo, kỷ luật, cách chức, chuyển giao cho cơ quan điều tra, sau đó khởi tố, bắt tạm giam và tiếp tục truy xét rất nhiều vụ án thành một chuỗi vụ án liên quan án. Tôi nghĩ số phận và những vụ án tiếp theo, những người bị Ủy ban kiểm tra kết luận với những cụm từ quen thuộc ba phạm trù đó cũng lần lượt theo một quy trình như tôi vừa nêu. Như vậy, ông Chu Ngọc Anh, đương kim Chủ tịch Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Thứ trưởng Phạm Công Trạc, ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đương nhiệm, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đương nhiệm và những người được xướng tên ở Bộ Y tế, chắc chắn sẽ được thực hiện quy trình như chúng tôi vừa nêu, có nghĩa là xem xét kỷ luật, ra quyết định kỷ luật, chuyển giao cho cơ quan điều tra. Hành vi của họ thì tất cả chúng ta đều biết hết rồi.
Và nhà nước, pháp luật, đảng gọi tên, định danh của nó như chúng ta vừa nêu qua ba phạm trù đó. Còn một cách nôm na thì nó là như thế này: ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và các đồng sự, ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế và các đồng sự đã tạo hành lang pháp lý theo kiểu và sử dụng Việt Á đưa cho bằng được bộ kit xét nghiệm COVID-19 dưới chuẩn UU vào thị trường sức khỏe theo kiểu cưỡng mua, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và toàn diện, và chúng ta chưa biết hậu quả của nó cỡ nào ở các lĩnh vực gì. Tương tự là những vị ở Ủy ban chứng khoán, chúng ta nên nhớ chiều nay còn có một sự kiện rất quan trọng nữa, rất quan trọng nữa, và chúng tôi muốn điểm ở đây, đó là ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã chủ trì một cuộc họp tổng kết một chương trình hành động của các cơ quan Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an, Ban Nội chính Trung ương, và có một phát biểu rất quan trọng. Qua đó chúng ta sẽ biết vụ án Nguyễn Phương Hằng và vụ án và vụ việc ở Ủy ban chứng khoán sẽ tiến tới mức độ nào. Ông Võ Văn Thưởng nói, vừa qua chúng ta đã xử lý một vụ, ba vụ rất hay. Đó là vụ báo sạch, vụ bà Nguyễn Phương Hằng, vụ Ủy ban chứng khoán. Những người này đã thách thức đường lối chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước và sự ổn định của cộng đồng, của người dân. Chúng ta đã xử lý kiên quyết, có bước đi không gây xáo trộn. Đó là một bài học rất đẹp. Tôi không nói được chính xác nguyên văn, nhưng đại ý là như vậy. Như vậy có nghĩa là vụ án bà Nguyễn Phương Hằng sẽ đi đến cùng, sẽ đến cùng và được sự thống nhất rất cao từ cấp Bộ Chính trị cho đến cơ quan thực hiện, đó là Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, và được sự đồng tình của người dân. Vụ Ủy ban chứng khoán cũng vậy, Ủy ban chứng khoán cũng vậy, cũng sẽ phát triển theo hướng đó. Một khi mà Bộ Chính trị và những cơ quan cấp cao nhất về mặt nội chính đã thống nhất nhau, thì chúng ta sẽ biết kết cục của những người, những cơ quan nêu trên sẽ như thế nào. Hôm nay nhiều nhà báo trên mạng xã hội nhắc lại sự kiện ngày 24 tháng 3. Một nhà báo rất nổi tiếng ở Hà Nội có hàng trăm người follow, hàng trăm ngàn người follow, đã nói rằng ngày 24 tháng 3 là ngày ông Tăng Minh Phụng, mà có nguồn tin cho rằng ông Tăng Minh Phụng đã giới thiệu cho công ty Thanh Lễ của ông Huỳnh Uy Dũng mua miếng đất làm dự án ở Bình Dương. Bà Nguyễn Phương Hằng cũng bị bắt vào ngày 24 tháng 3. Ý kiến của tôi như sau: ngày 24 tháng 3 nhiều năm trước đã trở thành ngày kinh hoàng cho giới siêu giàu và giới kinh doanh bất động sản.
Bởi có lẽ sao? Ngày 24 tháng 3 vào lúc 14 giờ, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử vụ án công ty Tameco có liên quan đến đất đai và ngân hàng và có rất nhiều bản án tử hình được tuyên sau đó. Cũng đúng 14 giờ ngày 24 tháng 3, ở một phòng kế bên trong khuôn viên Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Đặng Thế Hồng đã có một hành động chưa có tiền lệ, là ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Tăng Minh Phụng mà không qua thông qua thủ tục thông thường là công an làm án và đề xuất. Viện trưởng giao trực tiếp cho đội 5 phòng cảnh sát điều tra thực hiện lệnh bắt và điều tra, báo cáo cho ông Đặng Thế Hồng. Và không chỉ lĩnh vực đất đai, ngày 24 tháng 3 mở ra một đợt chấn chỉnh rất lớn trong hệ thống chính trị. Nhiều cán bộ đã bị kỷ luật và ra tòa lãnh mức án tương xứng bởi các hành vi lệch chuẩn, ăn chơi sa đọa, không tương xứng với phẩm chất của người đảng viên và người cán bộ. Tức là không gói gọn trong những hành vi vi phạm về bất động sản, về quản lý đất đai, về tín dụng ngân hàng, mà còn mở rộng ra những lĩnh vực khác. Lần này chúng ta thấy rằng thái độ của nhà nước pháp quyền rất kiên quyết, gửi một thông điệp cứng rắn lên với siêu giàu, bởi lẽ đã có những hành động bỡn cợt pháp luật, khinh nhờn pháp luật, coi thường ý kiến người dân, coi thường cộng đồng, như chúng ta đã thấy trong giới siêu giàu. Và họ sẽ kéo theo rất nhiều người vào dòng lao lý. Và chúng ta cũng thấy điều đó rất xứng đáng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến các anh chị những tin tức làm vỡ tim. Xin cảm ơn.